Rồi em với cá chào anh em ha. Sáng nay thì em lên cái lô máy cắt tay anh em ha. Lô máy cắt tay này thì em bán theo lô và em bán mù anh em nha. Và nó là đều sử dụng điện 100V. Tất cả luôn là đều sử dụng điện 100V anh em ha. Anh em lưu ý cái phần điện giúp em nha. Máy thì bên em bán mù và em bán theo lô, mỗi lô 2 con hoặc 3 con. Cũng còn con ít thôi là cho nó hết luôn anh em ha. Đó, là mỗi lô là 2 3 con và em bán mù anh em nha. Rồi cái hình thức mua bán thì coi như là bên em toàn bộ là em bao ship anh em nha, chỉ có bao ship thôi, không bao sóng anh em nha. Đó là bán mù là không bao sóng anh em ơi. Máy cắt tay là mà đồ hơi lại đồ pin lâu nay coi như cái năm nay làm bán mù rồi, em không có bán bao sóng anh em thông cảm ha. Đó, và em bán theo lô. Nói chung là những cái lô này thì anh em giờ cắm điện vô là hên xui, có con là bắt buộc phải dọn lại, còn có con cắm điện vô chạy luôn thì đó nói chung là hên xui đó anh em nha. Em nhập về sau làm bán như vậy luôn, em không có không em không có dọn anh em nha. Anh em nào biết dọn máy thì anh em chốt mấy cái lô này về dọn, còn anh em không biết dọn máy thì đừng có chốt anh em nha. Chốt về coi như là cắm điện vô có con chạy ngon lành thì không sao, có con nào nó không chạy coi như quay lại coi như là không, em không có chịu trách nhiệm anh em ơi. Đấy rồi cũng bây giờ em sẽ quay từng lô một, anh em xem lô được lô nào thì anh em chốt lô đó. Có một cái mã số đây này, ví dụ mã nhiêu chị? 8 chưa? 845 là mã đầu tiên của video hôm nay anh em nha. Mã 845 là coi như là cái đây là cái mã, còn đây là số tiền phía sau anh em nha. Là cái giá này làm đã bao ship rồi, không có phát sinh gì nữa anh em ha. Đó, 845. Cầm thử đây. Rồi 845, ba con này là ba con Ryobi. Một con không còn chạy anh em nha. Con này cứng nè. Con này cứng nè, ba con 300k giờ dọn lại anh em nha, không có dây điện luôn. Đấy. Hai con cứng, đầu nó cứng anh em nha. Rồi ba con 300k bao ship anh em ha. Đấy. Một cái con này nó cái đầu nó còn chạy, con hai con này nó xét cứng anh em về tháo ra dọn lại nha. Rồi 845 300, cái này 840 846, cái này là 350k ba con này anh em nha. Một con chạy nè, điện nó bị mất cái nắp chụp thôi, công tắc cái vẫn còn này, bị mất nắp chụp thôi anh em ha. Con này chạy luôn. Rồi con này chạy luôn. Có một con có dây điện thôi. Rồi, con này có dây điện. Ba con. Mã 846, ba con này 350 anh em ha. Đấy, 846 350. Rồi, ba con này ba con Toshiba. Con này có dây điện như không luôn. Rồi một con này có dây điện. Quay hai con. Rồi ba con 847 300k ba con này nha, ba con Toshiba. Ba con Toshiba 847 300. Rồi con này 848 ba con này. Con bơi AK này nó có điều tóc lên em nha. Đầu vẫn còn chạy, con này nó có điều tóc anh em nha, tem mạc mất hết rồi. Còn dây con này hiệu Sanco, còn quay luôn anh em nha. Đây, đó. Hai con này hiệu Osin, còn rất ok luôn, nhưng vì bởi miếng vỏ đây anh em cổ góp thì vẫn còn ok luôn anh em nha. Đấy, anh em nào có cái vỏ này bỏ vô là ok luôn. Máy con này còn dây luôn. Rồi con này có điều tóc cho nên lô này hơi hơi đắt tiền tí xíu nên máy có điều tóc nó đắt tiền tí xíu. 848 848 500k ba con này em ơi. Rồi thì 849 350, con này cốt 120, quay anh em nha. Con này cốt 10,
ba con Hitachi. Con này còn quay luôn. Con này mất dây điện, con này còn có một con có dây điện thôi anh em ơi. Con này cốt 120. Rồi 849 350 ba con anh em ơi. Này miễn miếng ở đây anh em nha. 849 350k. Rồi đây 840. 50. Ở 850. 700. Đây con bot. Hai con. Con điều quay anh em nha. Này mất công tắc thôi. Con này còn công tắc. Rồi hai con này không có dây điện, con này thì có dây điện mà có con này điều tóc anh em nha. Đây. Con này nó có điều tóc. Rồi ba con này mã 850 700k ba con anh em ơi. 850 700. Đây 851. 851 400k. Rồi một con Makita. Con này có dây anh em nha. Đây. 851. Con này cũng có dây luôn. Còn quay anh em nha. Đây Makita hai con. Con này con Toshiba. Cứ mất tiêu à. Không có dây, hai con có dây. 851 400k ba con này. 851 400. Tám năm hai còn quay được anh em nha. Con này còn có dây nè, con này mất than, dây bị đứt, mất cặp than rồi anh em nha. Con này cũng Hitachi luôn, con này cũng quay được, có dây luôn. Rồi ba con này 852 350 ba con anh em nha. 853 350 luôn. Con nào cũng quay được hết, chỉ có một con này là có dây anh em nha. Đấy. Hitachi. Con này mất than nè. Ba con đều quay được. Rồi 853 350 ba con. Đây 854. 450. Một con quay, hai con quay. Con này cứng anh em ạ. Ba con Makita ba loại, một con này có dây, con này không có, con này không có luôn em nha. Con này mất than rồi, đây mất cặp than. Rồi 854 450 ba con này anh em ơi. Rồi đây 855 300k ba con quay quay và quay. Rồi ba con này là ba con Hitachi. Đấy, ba con Hitachi nó là 855 300k ba con anh em ơi. 855 300k ba con. Tám trăm năm mươi sáu 300k luôn. Con này xét anh em nha. Cứng. Con này chạy. Con này cũng cứng luôn. Đấy, ba con Ribi này anh em nha, ba con này dễ dọn. Rồi 1 2 3. Rồi ba con. Bán ba con này kìa nha. Ba con 300. 856 anh. Nhiêu? 856. 856. 856 300k ba con anh em nha. Ba con Ribi. Rồi. Này 857. 300k hai con. Rồi hai con này quay mà không có dây điện đâu anh em nha. Đấy, hai con. Con này mất than. Mất bên rồi. 857 300. 858. 300k luôn, một con quay. Hai con quay. Rồi con này cứng rồi. Đấy, con này quay. Thì mớp cái vỏ anh em nha. Con này cùng chung đầu luôn. Đấy, hai tem hai màu luôn, chung một đầu. Đây. Rồi, ba con 858 300k ba con anh em nha.
859 300k luôn. Con này con Cosi. Không có dây. Con này nó đổ cái đầu gì á, vô quay không được đâu anh em nha. Đầu mũi mới phay sao. Rồi con này quay luôn. Rồi ba con này thì 859 300 anh em ha. Đây 860. 860. 350 một con này quay nè. Cứng nè. Con này cứng. Cứng. Con này 300 thôi anh em nha. Cứng rồi. Rồi con này nó mất cái nắp thôi. Lại than này. Giờ kiếm nắp bỏ vô anh em ạ. 860 300k ba con anh em nha. Con còn có dây không? Dây không có, không có đầu cắm. 861. Cứng nè. 2. Rồi hai con chạy. Một con cứng. 861 300k anh em nha. Một con có dây thôi, để dây mà không có cái đầu cắm đâu. Rồi 861 300 ba con này. Rồi 862 350. Này vẫn còn quay được hơi cứng anh em nha. Quay được hơi nặng. Một con này có dây. 2 3 rồi hai con này có dây. 862 350 ba con này anh em nha. Hai con này có dây. Rồi 863. Con này bị mớp bể ngay đây. Con này cứng ngay đây nha. Đó, cứng. Mớp ngay đây. Cứng luôn. Con này chạy nè. Rồi hai con này có dây. Một con có đầu cắm thôi, một con không có đầu cắm anh em nha. Rồi. Con này có đầu cắm thì nó chạy luôn nè. Rồi 863 300. Tám sáu bốn ba trăm luôn. 1 2 3 ba con chạy mà con này bị bung là anh em nhá. Bị mất ốc rồi nè, cắt mỉa tùm lum á. Hai con này chạy ok nè, có dây luôn, một con có dây à. 864 300k một con có dây anh em nha. Nói chung là trên hình sao là gửi giờ y vậy anh em hả. Đấy, anh em giờ lấy phụ tùng hoặc dọn lại chút. Con này bị mất nắp rồi anh em nha. Cổ gớm nó vẫn còn ok. Một con, hai con, ba con. Ba con này là ba con Trung Quốc xuất Nhật anh em ơi. 865. Loại Trung Quốc xuất Nhật thì nó rẻ anh em nha. Ba con này 250 đều chạy hết nè. Rồi một con có dây thôi. 865 250k bao ship anh em nha. Anh em lưu ý là toàn bộ sử dụng điện 100V hết anh em ha. Rồi này 866 400. Rồi con này không có dây cứng luôn. Con này không có dây, chạy. Rồi chạy luôn, con này có dây đầy đủ anh em nha, dây riêng luôn nè. Rồi ba con Makita này. 866 400. Ba con Makita 866 400 nè. Con này bị cắt dây. Mất dây luôn chứ cắt gì. Rồi 866 3 866 400. Này 867 350, một con chạy nè. Bụng ốc. Nhẹ miếng ra đây nè. Đầu vẫn chạy. Rồi vẫn chạy anh em nha, con này là con Hitachi. Con Hitachi luôn. Con này cũng Hitachi luôn. Rồi. Ba con 350. 867 ba con này 350 anh em nha. Rồi ba này 868. Hàng Trung Quốc xuất Nhật. Chạy. Một cứng. Con này chạy. Rồi ba con này 250 luôn em nha. 868 ba con 250. Con này chỉ có một con có đầu cắm thôi anh em ơi. Đấy. Ba con này mất than. 868 250.
rồi 869 400. Một con này chạy nè, hai con này chạy cục cục nè, ba con chạy nè, con này chạy luôn, điều không có dây điện anh em nha. Ok, 869 400 rồi này, 870 350. Ba con Toshiba 1 2 3, ba con này cạc tê, coi như là cạc tê lại chiến đá vẫn còn yên nguyên ấy. Ba không có dây điện thôi. Rồi ba con này 870 350 ba con em nha. Này 871 hai con có dây này, cứng nè, cứng nè, hai con có dây thì cứng anh em nha, con này không có dây thì chạy vô tư. Đó. Rồi ba con mã 871 450 nữa, ba con này anh em nha, ba con này giờ giờ dồn ok là 872 450. Đây, một con chạy nè, con này có dây điện chạy nè, chạy luôn. Rồi ba con 872, hai con không có dây điện, một con có, và ba con cái đầu không cứng anh em nha. 872 450 luôn. Này 873. Ba con này có, con này không có dây thôi. Không có dây, cứng luôn. Chạy. Rồi, cứng luôn anh em nha. Rồi ba con này 350 anh em nha. 873 350. Này 874 450 luôn. 1 2. Con này còn ok nè, có dây điện, dây zin luôn nè. 2 3. Con này cứng, không có dây điện, cứng anh em nha. Con này cũng có dây điện mà dây nối nè, quấn băng keo rồi. 874 450k hết rồi. Rồi sáng nay em lên ít mấy cắt tay này anh em xem tham khảo ha. Chiều em dọn ra luôn mấy điện kia, dọn tiếp. Rồi, em xin cảm ơn tất cả anh em, chào tạm biệt anh em nha.